Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chạm Đích Vinh Quang của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn Tô Đông Á đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm nay khi các tay đua thi đấu chặng thứ 16 từ thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên tiến về thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với lộ trình 134 km. Đây là một chặng thi đấu quen thuộc của tập thể quân khu 7 và chắc chắn họ sẽ mong muốn giành một chiến thắng chặng và tạo bất ngờ trước hai tập thể Vĩnh Long và An Giang. Và không biết là tập thể quân khu 7 có làm được điều đó hay không. Xin mời quý vị hãy cùng đến với chương trình Chạm Đích Vinh Quang ngày hôm nay. Vào lúc 7 giờ 30 sáng nay tại khu vực Tháp Nghinh Phong thì ông Lê Hoàng Phú, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Phú Yên đã phất cờ để chính thức bắt đầu chặng đua thứ 16 từ Tuy Hòa Phú Yên về Nha Trang, Khánh Hòa, cự ly 134 km. Và vào lúc 7 giờ 47 phút thì đoàn đua đã chính thức xuất phát chặng thi đấu thứ 16. Và đây là những hình ảnh ở trên top 1 với ba chiếc áo của Belio Canada Đồng Nai luôn đi sát nhau. Nguyễn Phạm Quốc Khang có sự hỗ trợ của hai người đồng đội để hướng vào đèo cả. Đây là nhóm có tổng cộng 18 vận động viên. Với chiến thuật của ban huấn luyện đội Đồng Nai thì sẽ cố gắng đưa cho Phạm Nguyễn Quốc Khang hầu hẹp cái số điểm áo đỏ lên. Nếu khi anh ta ăn nhất đỉnh đèo sẽ được 6 điểm thì sẽ được là 14 điểm trong trận đua hôm nay. Đây là nhóm thứ hai đã bắt đầu bước vào chân đèo cả để tiếp tục cuộc bám đuổi với nhóm đi đầu. Các tay đua trong nhóm 1 còn cách đỉnh đèo cả 2 km nữa. Vẫn liên tục là những tính toán chiến thuật của ba tay đua trong màu áo Belio Canada Đồng Nai. Một tay đua đang pháo lên ở phía trên. Đây là cú nhấn bàn đạp tấn công của Nguyễn Văn Lạm, đội tuyển xe đạp Thanh Hóa. Còn đây là nhóm hai tay đua đã quyết định bám đuổi vị trí của Nguyễn Văn Lạm, đó là tay đua Nguyễn Văn Nhã của ekip quân khu 7 và cả Nguyễn Trúc Sinh của thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Chỉ còn dưới 1 km nữa để Nguyễn Văn Lạm có được chiến thắng cho mình ở trên đỉnh đèo cả. Chúng ta thấy những cuồng chừng khá mạnh của Nguyễn Văn Lạm, nhưng ngay phía sau anh đã có một tay đua của Belio Canada Đồng Nai tấn công và đó có vẻ là Nguyễn Phạm Quốc Khang. Một màn tăng tốc của Nguyễn Phạm Quốc Khang và anh đã vượt qua Nguyễn Văn Lạm để hướng lên đỉnh đèo cả. Và ngay trước vạch đỉnh đèo cả thì Nguyễn Phạm Quốc Khang đã vượt lên để giành chiến thắng trên đỉnh đèo cả, đèo loại 3 ở cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Hãy cùng chúng tôi đến với kết quả trên đèo cả, ngọn đèo loại 3 ở cúp truyền hình năm nay. Nguyễn Phạm Quốc Khang là tay đua duy nhất ở trong nhóm tấn công đầu tiên còn nằm trong top 25 vận động viên cạnh tranh các thứ hạng cá nhân chung cuộc và có cho mình 6 điểm thưởng ở trên bảng điểm áo đỏ khi giành chiến thắng trên đỉnh đèo này. Nguyễn Văn Lạm, Nguyễn Trúc Sinh và Trần Khánh Duy là những tay đua còn lại đã về trong 4 hạng đầu của đèo cả. Sau khi đi xuống hết đèo cả thì hai tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang và Nguyễn Trúc Sinh đã bị nhóm các vận động viên ở phía sau bắt lại thành một nhóm. Ở trong top 1 hiện tại cũng đang có một tay đua cố gắng để thoát đi. Đó có lẽ là tay đua của đội Thành phố Hồ Chí Minh New Group, người đang thoát đi một mình và có cách chừng 30-40 mét so với nhóm các vận động viên mà xe truyền lưu động của chúng tôi đang đi ngay bên cạnh vào lúc này. Đoàn đông ở phía sau với sự cầm nhịp tốc độ quen thuộc của tập đoàn Lộc Trời An Giang và gạo hạt Ngọc Trời An Giang. Với động thái hiện tại của các tay đua ở trong đoàn đông phía sau thì khả năng rất cao top 1 sẽ cùng đưa nhau về cạnh tranh ở điểm sprint. Một cái ngoái đầu nhìn lại và Phạm Minh Phương tiếp tục rời yên để tăng tốc. Anh muốn nỗ lực kéo giãn khoảng cách với top 1 được hình thành ban đầu sau khi đổ đèo cả. Lúc này thì tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang của đội Belio Canada Đồng Nai đã vươn lên dẫn đầu và là máy kéo chính của top thứ nhất. Sau lưng của Nguyễn Phạm Quốc Khang là một tay đua của đội 620 cho thành phố Vĩnh Long và sau đó là các đua của ekip thành phố Hồ Chí Minh Vinama
và Thành phố Hồ Chí Minh Lee Group. Đây là 700m cuối cùng trước khi các tay đua hướng về cuộc cạnh tranh ở giải thưởng dọc đường duy nhất ở trong chặng đua ngày hôm nay. Một đợt pháo lên bên phía làn đường bên phải bởi một tay đua có lẽ của ekip Nhựa Bình Minh Bình Dương. Còn 600m nữa và thêm một cuộc tấn công mới được tạo ra bởi các tay đua của ekip Nông nghiệp Vĩnh Long. Hai tay đua của đội Bạc Găng Đồng Tháp là Trần Minh Mẫn và Ngô Thanh Sang cũng đang cố gắng đi kế bên nhau để tìm kiếm cơ hội. Đây là khoảng 300m cuối cùng trước khi họ đến với giải thưởng dọc đường duy nhất ở trong chặng đua. Vẫn chưa có bất kỳ một cuộc tấn công nào lên phía trên để cạnh tranh cùng với tay đua này. Và như vậy là Nguyễn Văn Bình đã không thể nào có được chiến thắng ở giải thưởng dọc đường này với đợt tấn công vừa rồi rất bất ngờ của các ekip đối thủ. Đó là tình huống nạp tốc độ của tay đua có lẽ là Đỗ Khánh Duy của 620 Nông nghiệp Vĩnh Long. Vâng, phải nói là chúng ta đã chứng kiến những màn trình diễn rất tuyệt vời của ekip Vĩnh Long. Ba tay đua giành chiến thắng đều đến từ 620 Châu Thế Vĩnh Long và 620 Nông nghiệp Vĩnh Long. Tay đua đã giành chiến thắng tại điểm sprint duy nhất ngày hôm nay, đó là 122 Đỗ Khánh Duy. Người về thứ hai là Đặng Văn Pháp. Tay đua mang số đeo là 125. Hạng 3 là tay đua Trần Khánh Duy của 620 Châu Thới Vĩnh Long. Và hạng 4 đó là tay đua Nguyễn Văn Nhã của quân khu 7. Đỗ Khánh Duy, Đặng Văn Pháp, Trần Khánh Duy và Nguyễn Văn Nhã. Ba vị trí đầu đều thuộc về các tay đua của Vĩnh Long. Lúc này chúng ta cũng thấy đoàn đông ở phía sau đang đuổi theo rất sát so với Cao Bạch Huyền ở top 1 rồi. Các vận động viên ở trong top 1 có lẽ họ đã nhận ra được điều đó. Khá nhiều tay đua đang bắt đầu chung nhịp đạp của mình lại. Bây giờ khi mà một số tay đua có vẻ như đang muốn chung lại để chờ đoàn đông đuổi kịp thì sẽ lại là cơ hội để cho một số tay đua thoát đi. Ở trong màn hình của quý vị và các bạn từ góc quay flycam này, đây là nhóm các vận động viên đã thoát ra được khỏi top 1 trước đó. Và một tay đua đang guồng những guồng chân rất mạnh mẽ, đó là tay đua Mercedes 133 Trần Thanh Quang của Nhựa Bình Minh Bình Dương. Và đoàn đông thì từ góc quay này quý vị có thể nhận thấy các tay đua của đội tập đoàn Lập Trời An Giang và Gạo Hàng Lập Trời An Giang vẫn đang duy trì tốc độ rất cao để lao theo nhóm 3-4 tay đua hình thành top 1 ở phía trên. Chúng ta đang thấy tiếp tục là những nỗ lực của Trần Thanh Quang trong màu áo Nhựa Bình Minh Bình Dương. Trong khi đó, Phước Minh Hòa của Belio Kenda Đồng Nai cũng đang cố gắng rượt theo để cùng nhập top với Trần Thanh Quang. Chúng ta đang được theo dõi ba ô ở trên màn hình, đó là các nhóm đang có mặt ở trên đường đua thời điểm hiện tại. Hình ảnh đoàn đông phía sau cho chúng ta thấy có một vài tay đua trong màu áo 620 Châu Thế Vĩnh Long đã bắt đầu chen lên giữa tông của các tay đua tập đoàn Lộc Trời An Giang và Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang. Một động thái cho chúng ta thấy Martin Lat và các đồng đội chắc chắn là sẽ tiếp tục muốn hướng đến tranh chấp ở điểm nước rút tại đích đến. Các tay đua của 620 Nông nghiệp Vĩnh Long bây giờ đã tràn lên phía trên thay tài cho tập đoàn Lộc Trời An Giang để làm những đầu máy kéo. Tay đua Trần Thanh Quang của Nhựa Bình Minh Bình Dương lúc này đã nhận được tiếp tế của đội của mình và vẫn sẽ nỗ lực thoát đi lên phía trên. Trong khi đó thì Phước Minh Hòa đã lùi lại cùng với người đồng đội ở Belio Kenda Đồng Nai, chính xác là tay đua mang số đeo số 64 David Baudier đang cố gắng để kéo Phước Minh Hòa bắt vào vị trí của Trần Thanh Quang. Mặc dù biết rõ động thái của 620 Nông nghiệp Vĩnh Long và 620 Châu Thế Vĩnh Long ở phía dưới đoàn đông, nhưng lúc này Trần Thanh Quang vẫn không ngừng nỗ lực. Đoàn đông ở phía sau đang bắt đầu tăng tốc mạnh mẽ hơn với những đầu máy kéo của 620 Nông nghiệp Vĩnh Long và 620 Châu Thế Vĩnh Long. Họ đã hoàn toàn tràn lên phía trên làm chủ tốc độ. Tốc độ của Trần Thanh Quang cũng đã bắt đầu suy giảm. Chúng ta thấy là những guồng chân lúc này đã không còn đều nữa. Tay đua của Nhựa Bình Minh Bình Dương đang thực sự đạt đến giới hạn về thể lực. Lúc này thì tay đua Trần Thanh Quang chỉ còn trong tầm mắt của đoàn đông phía sau mà thôi. Và như vậy là Trần Thanh Quang cũng đã bắt đầu có dấu hiệu đi xuống về mặt thể lực. Những guồng chân không còn đều nữa, Trần Thanh Quang đang đi có lẽ với vận tốc chỉ dưới 30 km/h mà thôi. Còn phía sau đó là đợt sóng ngầm được tạo ra bởi các tay đua của 620 Châu Thế Vĩnh Long. Và như vậy là cuộc tấn công trong hơn 20 km vừa rồi của Trần Thanh Quang cũng đã khép lại. Khi lúc này thì các tay đua của ekip 620 Châu Thế Vĩnh Long đã là những người làm chủ tốc độ của đoàn đông.
Ở bên phía bên trái chúng ta thấy là các tay đua của ekip quân của 7 cũng đang bắt đầu lên làm một tông để tìm kiếm cơ hội cho Quang Văn Cường. Lê Nguyệt Minh đang đi ngay phía sau Martin Lass. Sẽ lại là một đoạn cạnh tranh nước rút cực kỳ hấp dẫn nữa. Chúng ta đang chờ đợi Đồng Tháp không lên làm tông. Và Trần Tuấn Kiệt lúc này đang đi ngay phía sau xe của Lê Nguyệt Minh và Trịnh Đức Tâm. Một chiếc áo, hai chiếc áo của quân khu 7 đang tràn lên. Vậy là có đến 4 tay đua trong màu áo đỏ ở 1 km cuối cùng đang cố gắng tràn lên ngang với tông của Vĩnh Long. Đây là 1 km cuối cùng. Tay đua đang đi ngay phía sau trên nước rút chủ lực của ekip quân khu 7, đó là Phạm Lê Xuân Lộc để mở ra cơ hội cho Quang Văn Cường. Các tay đua của 620 Châu Thế Vĩnh Long đã tăng tốc lên phía trên. Roman Makin đi giữa Mikkel Ren và Martin Lass, nhưng chúng ta chưa thấy được chiếc áo vàng của Peter Rikunov. Áo vàng Peter Rikunov đang đi ngay sau áo cam Nguyễn Tấn Hoài và ở phía sau Nguyễn Văn Bình. Đây là những cuồng chân cuối cùng của tay đua Mikkel Ren ngay phía sau là Roman Makin. Phạm Lê Xuân Lộc bước lên, Quang Văn Cường mở ra cơ hội. Quang Văn Cường đang tăng tốc, phía bên kia là Roman Makin. Quang Văn Cường vẫn đang đi rất mạnh mẽ tìm kiếm chiến thắng. Cố lên các tay đua quân khu 7, Roman Makin, Quang Văn Cường. Một đoạn chân nước rút áp giảm, cùng chờ xem. Đó là tay đua Lê Nguyệt Minh đang chạy lên. Chúng ta xem lại đoạn tranh chấp nước rút này khi mà tông của quân khu 7 đã tăng tốc vượt qua cả tông của Vĩnh Long. Cơ hội mở ra cho Hoàng Văn Cường rất trống trải ở phía trước, nhưng Hoàng Văn Cường đã không thể vượt qua được Lê Nguyệt Minh. Chân rút số 11 của thành phố Hồ Chí Minh New Group đã chọn vị trí và tình huống ra xe quá hay để có được chiến thắng chẵn đầu tiên cho tập thể thành phố Hồ Chí Minh tại cúp truyền hình năm nay. Những chân rút mạnh như Peter Rikunov đã bị kẹt lại ở phía sau và có vẻ như áo vàng ngày hôm nay không quá nỗ lực để cạnh tranh ở đoạn nước rút này và muốn chọn phương án an toàn. Tiếp tục chương trình, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần trao thưởng cho các tay đua có thành tích xuất sắc ở chặng thi đấu thứ 16 ngày hôm nay. Và chúc mừng năm tay đua có tên sau đây, xin mời các bạn tiến lên sân khấu. Về thứ 5, tay đua Trịnh Đức Tâm của tập đoàn Lộc Trời An Giang. Về thứ 4, Roman Makin của gạo hạt Lộc Trời An Giang. Hạng 3, tay đua Martin Lass của 620 Châu Thới Vĩnh Long. Về thứ 2, tay đua Quang Văn Cường của tập thể quân khu 7. Và về nhất, xin chúc mừng Lê Nguyệt Minh của thành phố Hồ Chí Minh New Group. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Trung Trực, phó giám đốc phòng kinh doanh nội địa công ty cổ phần Tô Đông Á, tiến lên sân khấu trao giải thưởng cho 5 vận động viên có thành tích xuất sắc nhất tại chặng thi đấu thứ 16 từ Phú Yên về Khánh Hòa. Ở giải thưởng đồng đội chặng, chúc mừng cho 3 đại đội đua có tên sau đây và xin mời đại diện của 3 đội đua tiến lên sân khấu. Về thứ 3, chúc mừng ekip dược Domesco Đồng Tháp. Về nhì, chúc mừng tập thể thành phố Hồ Chí Minh New Group. Và về nhất, xin chúc mừng tập đoàn Lộc Trời An Giang. Chúng tôi xin trân trọng kính mời trọng tài Bùi Ngọc Trung, tổng trọng tài cuộc đua, và xin trân trọng kính mời ông Trịnh Bích Viên, phòng quản lý thể dục thể thao Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa tiến lên sân khấu trao giải thưởng đồng đội cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc sau chặng đua thứ 16. Danh hiệu áo trắng dành cho tay đua trẻ có thành tích xuất sắc dưới 20 tuổi, xin chúc mừng tay đua Phạm Lê Xuân Lộc của ekip quân khu 7. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Chí Tân, nguyên phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời ông Phạm Tiến Dũng, thành viên ban tổ chức cuộc đua, tiến lên sân khấu trao danh hiệu áo trắng cho tay đua của quân khu 7. Và hôm nay khi mà các tay đua leo đỉnh đèo cả, chúng ta sẽ có phần trao danh hiệu áo chấm đỏ cho vua leo núi. Và áo chấm đỏ sau chặng thứ 16 tiếp tục thuộc về Eagle Pro Love của thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Xin chúc mừng Eagle Pro Love của thành phố Hồ Chí Minh New Group. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Mai Bá Hùng, ủy viên thường vụ Ủy ban Olympic Việt Nam, và xin trân trọng kính mời ông Võ Anh Dũng, thành viên ban tổ chức cuộc đua, tiến lên sân khấu trao danh hiệu áo chấm đỏ cho tay đua của thành phố Hồ Chí Minh New Group. Và tiếp theo, thưa quý vị, danh hiệu áo xanh dành cho vua nước rút sau chặng thi đấu thứ 16 vẫn là Peter Rikunov của tập đoàn Lộc Trời An Giang. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Đoàn Đình Khôi Nguyên, phó giám đốc khối kinh doanh nội địa công ty cổ phần Tô Đông Á, và xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Hải Triều, thành viên ban tổ chức cuộc đua, tiến lên sân khấu trao danh hiệu áo xanh cho vua nước rút Peter Rikunov. Một danh hiệu cũng đang thu hút sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ xe đạp Việt Nam ngay lúc này, đó là danh hiệu dành cho vận động viên ấn tượng, vận động viên Việt Nam có thành tích tổng sắp tốt nhất sau 16 chặng thi đấu, chủ nhân của chiếc áo cam lúc này.
tay đua Nguyễn Tấn Hoài của tập đoàn Lộc Trời An Giang chúc mừng. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Ngô Quang Vinh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban tổ chức cuộc đua. Trân trọng kính mời ông Đặng Xuân Dương, thành viên ban tổ chức cuộc đua, tiến lên sân khấu trao danh hiệu áo cam cho vận động viên ấn tượng Nguyễn Tấn Hoài của tập đoàn Lộc Trời An Giang. Cuối cùng trong buổi lễ trao giải ngày hôm nay, như thường lệ thưa quý vị, chúng ta hãy cùng vinh danh cho tay đua với thành tích tổng sắp cao nhất sau 16 chặng thi đấu. Tiếp tục thuộc về Peter Rikunov của tập đoàn Lộc Trời An Giang, chủ nhân của danh hiệu áo vàng. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Đình Khôi, trưởng ban điều hành, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cuộc đua, tiến lên sân khấu trao danh hiệu cao quý nhất, danh hiệu áo vàng đến cho tay đua của An Giang. Xin chúc mừng tay đua Lê Nguyệt Minh của tập thể Thành phố Hồ Chí Minh New Group đã có chiến thắng chặng đầu tiên tại cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm nay, và đây chắc chắn sẽ là nguồn động lực rất lớn để các tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu chặng ngày mai, chặng 17 từ thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiến lên thành phố Đà Lạt, Ngàn Hoa với lộ trình 137 km. Đây sẽ là một chặng thi đấu vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc cạnh tranh các danh hiệu khi các tay đua sẽ phải thi đấu hai ngọn đèo là Khánh Lê và Giang Ly, và toàn bộ diễn biến sẽ được truyền hình trực tiếp vào 8 giờ sáng mai trên kênh HTV9 và HTV Thể thao. Kính mời quý vị đón theo dõi. Còn bây giờ chương trình Chạm đất tinh quang cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn Tô Đông Á đồng hành cùng chương trình. Kiwin S Việt, sản phẩm của Tô Đông Á bảo hành lên đến 50 năm.